Ta sang bài tập thứ ba. Cái cũng là video thứ ba. Video thứ ba này nó cũng có hai bài toán. Cái bài toán thứ nhất á, nó có cái nội dung như thế này: hai vật được thả rơi tự do từ hai độ cao H1 và H2 khác nhau. Khoảng thời gian rơi của vật một lớn gấp đôi khoảng thời gian rơi của vật hai. Bỏ qua mọi ma sát, tính tỷ số H1 trên H2. Cái bài toán của chúng ta nội dung nó là như vậy, thấy không? Như vậy thì thầy cũng sẽ tóm tắt sơ vậy thôi, tức là cái đây là cái đây là cái độ cao H1, đây là cái độ cao H2. Đây là cái vật 1 và đây là cái vật 2. Đấy, cả hai cùng rơi tự do, tức là V0 bằng 0. Người ta cho là thời gian vật 1 rơi gấp đôi thời gian vật 2. Cái vật 1 á, nó ở độ cao H1 thì nó rơi với cái thời gian là T1. Cái vật thứ hai nó ở độ cao là H2 và nó rơi với thời gian là t T2, mà ở đây người ta cho là T1 á, là gấp đôi t T2. Đấy, T1 gấp đôi T2. Bây giờ người ta yêu cầu mình tính cái tỷ số là H1 trên H2 bằng bao nhiêu. Nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Bây giờ các em theo dõi cái bài phân tích của thầy. Trước hết á, thì các em thấy rằng cái vật 1 nè, vật 1 á, thì nó có cái phương trình rơi tự do của nó là H1 bằng 1 phần 2 GT1 bình phương, đúng không các em? Cái đây là cái phương trình rơi tự do, H1 là bằng 1 phần 2 GT1 bình phương. Rồi, H2, cái là vật 2. Vật 2 nó ở cái độ cao là H2. Cái thời gian rơi của nó từ cái lúc mà rơi mà tới lúc chạm đất nó là T2. Như vậy thì H2 nó là bằng 1 phần 2 GT2 bình phương. Như vậy thì các em thấy rằng lấy cái giả thiết người ta cho là T1 gấp đôi T2. Như vậy thì thầy đưa vô là 1 phần 2 G. T1 bây giờ thầy thế là bằng 2 lần T2 rồi bình phương lên. T1 bằng 2 lần T2, các em chỉ thế và là T1 bằng 2 lần T2 là xong. Như vậy thì các em có là được gì? Các em có được là 2 bình phương lên là 4 nè. 2 này bình phương lên là 4 nè. Rồi 1 phần 2 GT2 bình phương. 1 phần 2 GT2 bình phương. Nói chung là các em bình phương cái này lên thì nó sẽ thành là 4T2 bình phương. Bây giờ các em đưa số 4 ra ngoài. Thì nó vẫn là 1 phần 2 GT2 bình phương. Mà cái này nè, thì nó lại giống cái hát. H2, đúng không các em? Như vậy thì rõ ràng nó là bằng 4 lần H2, 4 lần H2. Và như vậy thì các em có là H1 chia cho H2, từ đó các em suy ra là H1 chia cho H2 là bằng gì? H1 chia cho H2 là bằng bằng 4. Và chúng ta nhanh chóng kết thúc cái bài toán tại tại đây. Cái tỷ số H1 trên H2 là bằng bằng 4. Ta sang bài toán tiếp theo. Cái bài toán tiếp theo của chúng ta nó có cái nội dung như thế này. Cái đề nó như thế này: một ô tô đang chuyển động với vận tốc 10 mét trên giây thì bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 giây thì ô tô đạt được cái vận tốc là 14 mét trên giây. Sau 40 giây kể từ lúc tăng tốc thì gia tốc và vận tốc của ô tô lần lượt là bao nhiêu? Như vậy thì thầy sẽ tóm tắt cái đề bài thứ hai. Đề bài thứ hai á, thì đề bài này thầy cho là bài A đi, bài này thầy sẽ cho là bài B. Trong cái video này nó có hai bài. Một ô tô đang chạy với cái vận tốc là 10 mét trên giây, có nghĩa là V0 là bằng 10 mét trên trên giây, thì bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 giây thì ô tô đạt được vận tốc là 14 mét trên giây.
sau 20 giây thì cái vận tốc của nó là 14 mét trên giây, 14 mét trên giây. Sau 40 giây, sau 40 giây kể từ lúc tăng tốc đó nha, thì gia tốc và vận tốc của ô tô là bao nhiêu? Thì gia tốc này, vận tốc của nó là bao nhiêu? Cái bài toán của chúng ta, cái nội dung của nó chỉ có vậy thôi. Như vậy thì để dễ dàng mà nói chuyện về cái bài toán này đó, thì thầy sẽ vẽ ra cái hình minh họa một tí. Thầy xóa cái này đi. Thầy xóa cái này đi. Thầy xóa bao nhiêu thôi. Thì như vậy thì thầy sẽ vẽ cái đường đi. Thầy vẽ cái đường đi. Ví dụ như là chiếc xe của chúng ta nó có cái vận tốc ban đầu V0 là 10 m trên giây. Đấy. Thì sau 20 giây thì nó chạy tới đây. Sau 20 giây thì nó chạy tới đây. Và nó có vận tốc là 14 m trên giây. Ở đây thầy cho là điểm A đi. Ở đây thầy cho là điểm B. Như vậy thì tại B này là một vận tốc của nó là 14 m trên giây. 14 mét trên giây. Bây giờ sau 40 giây, sau 40 giây, cái đây là 20 giây nè. Bây giờ sau 40 giây, sau 40 giây thì là sau 40 giây thì nó đi tới điểm C. Sau 40 giây thì nó đi tới điểm C. Thì cái vận tốc VC này nó là bao nhiêu, và cái gia tốc A tại A nó là bằng bao nhiêu, và cái vận tốc tại C này nó là bằng bao nhiêu. Cái nội dung bài của chúng ta là nó như vậy. Thầy nhắc lại một lần nữa nè. Cái ô tô của chúng ta là đầu tiên nó là chạy với cái vận tốc là 10 mét trên giây. Sau 20 giây thì nó đạt vận tốc là 14 mét trên giây. Sau 20 giây thì nó đạt cái vận tốc là 14 mét trên giây. Sau 40 giây, nhớ là sau 40 giây là kể từ A nha, tức là kể từ lúc bắt đầu tăng tốc này nè. Sau 40 giây thì nó chạy tới C. Thì tại C này nè, tức là tại cái thời điểm mà 40 giây sau khi tăng tốc á, thì vận tốc tại C nó là bao nhiêu, gia tốc tại C nó là bao nhiêu. Cái nội dung của cái bài toán của chúng ta là như vậy. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải cái bài này một cách khá là đơn giản. Bây giờ các em chia cái đoạn ABC này, các em chia thành hai đoạn. Thì cái đoạn AB, cái đoạn AB, cái đoạn AB đó, thầy tách cái đoạn AB này nè. Thì trong cái đoạn AB các em thấy rõ ràng là vận tốc tại B các em biết, vận tốc tại A các em biết, cái thời gian các em biết. Như vậy là vận tốc cuối các em biết, vận tốc đầu các em biết, thời gian các em biết. Như vậy thì các em biết được gia tốc đoạn đường AB. Cho ta tính gia tốc của xe. Cái gia tốc đó là A bằng delta V chia cho delta T. Dĩ nhiên ở đây thầy nói là cái đoạn AB thôi, thì delta V nó phải là VB trừ cho VA chia cho delta T. VB là 14, VA là V0 đó, là bằng 10, chia cho delta T là 20. Thì ở đây các em thấy rất là đơn giản là 14 trừ cho 10 là 4, 4 chia cho 20, 4 chia cho 20 là bằng 2 chia cho 10 là bằng 0,2 giây, đúng không? Xin lỗi, 0,2 mét trên giây bình phương. Đó là cái gia tốc của xe. Rồi, bây giờ xe nó tiếp tục chạy tới cái vị trí C này nè, là nó là 40 giây kể từ A cho tới C này là 40 giây. Hỏi rằng tại C là cái vận tốc nó bao nhiêu, gia tốc nó là bao nhiêu. Như vậy thì các em biết rằng cái là ở đây á, các em có được gia tốc, các em biết vận tốc đầu. Như vậy thì các em có thể dùng cái công thức là S bằng 1/2 AT bình phương cộng cho V0T, thấy không? Thì các em có thể biết được là cái gia tốc trong cái đoạn đầu á là bao nhiêu. Cái gia tốc trong đoạn đầu là 0,2. Bây giờ cái vận tốc tại C, vận tốc tại C
À, theo những cái hình vẽ bây giờ vận tốc tại C, thì các em biết là V tại C đó thì gì? VT tức là vận tốc tại thời điểm, đó là VT thì bằng V0 cộng cho A, à, V0 cộng cho A, AT. Như vậy thì nó là V0 cộng cho A, AT. T cũng tại C luôn. Đấy. VC là bằng V0 cộng cho AT. Ở đây thầy nhắc lại cái công thức à, nguyên mẫu cho các em nhớ nè. VT bằng V0 cộng cho A, AT. Đây là cái công thức của mình, công thức gốc của mình. Còn đây là trong trường hợp cụ thể là tính vận tốc tại C tại cái thời điểm 40 giây sau khi tăng tăng tốc, thì nó là VC bằng V0 cộng cho A, T, TC. Như vậy thì VC, VC nó bằng V0, mà V0 nó là bằng 10 cộng cho A. A thì dĩ nhiên là nó là bằng 0,2. A nó là 0,2. Nhân với TC, em biết là TC là 40. TC nó là 40. Như vậy thì các em có là bao nhiêu? 4 lần 2 là 8, 8 dư 10 là 10, 18. 18 mét trên giây. À, cái vận tốc tại C là 18 mét trên giây. Và dĩ nhiên là cái gia tốc nó không thay đổi, thì gia tốc nó vẫn là 0,2 mét trên giây. À, vận tốc của nó vẫn cái gia tốc của nó vẫn là 0,2 mét trên giây. Đây là chuyển động nhanh dần dần đều, cho nên gia tốc nó là một cái đại lượng không không đổi. A ở trên này là 0,2 mét trên giây bình phương. Như vậy thì trong suốt cái quá trình chạy từ A tới B tới C thì nó cái trong cái quá trình tăng tốc đó đi thì cái gia tốc nó tăng lên là 0,2 mét mỗi mét trên giây mỗi mỗi giây. À, các em nhớ là gia tốc là 0,2 mét trên giây bình phương này, nghĩa là sau mỗi giây vận tốc tăng lên 0,2 mét trên giây. Và chúng ta kết thúc cái bài toán tại đây. À, như vậy thì trong cái bài toán này á, người ta chỉ hỏi là tại C này nè, cái vận tốc nó là bao nhiêu. Như vậy thì các em áp dụng công thức tính vận tốc tức thời. Cái vận tốc tính tức thời đó là VT bằng V0 cộng cho A, AT. Chúng ta sang bài toán tiếp theo.